Rồi, sáng nay làm cái nhận định cho anh em ha, những câu chuyện cho anh em ha. Hôm qua thì chúng ta gặp mặt, đêm qua ăn gặp mặt. Bitcoin vẫn đang có đà tăng và đi một cái mô hình cờ. Hôm qua có báo với mấy anh em cẩn thận, 4 giờ đang đi mô hình cờ. EKH cũng như vậy, 4 giờ đang đi mô hình cờ. Đây. Mình chưa nói. Đó, đêm qua ăn 2.000 năm trăm mấy từng 2006 à. Bên trên là phi giải nè, bên trên là phi giải nè, có báo anh em là EKH đêm nay sẽ lên lên một ngàn 120 ngàn 220, đêm sáng nay nó lên đến 1.170 lực à, vượt à, đó đây, còn đây là bên trên là phi giải. Đây bên trên là khu giải đó, để qua báo anh em bài lên ít 10 lên, link cũng như vậy nữa, link cũng như vậy nữa, link này em vào rất nhiều con bay và bám theo những cái nhận định của mình thì các anh em sẽ thấy là rất là an toàn à, rất là an toàn à, chúng ta không sell. Cho nên những cái đứa mà có đó các bạn á, mà đánh ngược trend nó mà hay thích đánh ngược trend đi ngược cái nhận định á, các bạn thấy bây giờ là nó mệt mỏi rồi, tại vì nó hôm qua nó lên BTC nó lên cái nhịp như vậy là mấy thằng mà đánh ngược trend chết hết rồi à. Và thị trường sáng nay như thế nào, sáng nay sẽ khó đánh hơn tại vì giá nó đã bay rồi và giá nó đưa sao sau nó R rồi, và cũng nhắc lại một lần nữa nha, rất nhiều lần cũng nhắc rồi, tất cả những cái lần mà đường giá nó rời xa so với R trên 4 giờ mà nó quay lại nó tát á là đẫm máu, rất là nhiều người sẽ than khóc một các kiểu, rất nhiều người à, ở dạng này rồi đây là rời xa so với R quay lại tát, quay lại tát, quay lại tát đó, những nhịp quay lại tát của nó nè là đẫm máu. Hiện tại giá này rất là khó đánh tại vì chúng ta sell á thì là người trend, nhưng mà chúng ta buy á thì giá nó trên cao rồi, cho nên chúng ta sẽ bật con coi ra con nào chưa bay thì đánh. BKC thì hôm nay tôi sẽ không đánh à, tôi sẽ không đánh, thà để thà hôm nay nó rớt luôn đi, rớt một phát về lại những vùng này, những vùng này khi may 34 và 89 thì nhảy vô đánh nó dễ à, cho nên nói trước hôm nay sẽ khó đánh, anh em cẩn thận. EKH cũng như vậy, canh xuống bay lên, canh xuống bay lên à, canh xuống bay lên. Tương tự EKH cũng 4 giờ đi trước sau rồi. Linh Nia thì còn cơ hội ha. Bây giờ cũng lưng chừng rồi, vào và ít tiền thôi. Con Linh sắp KB rồi, sắp về KB chúng ta rồi. Nia cũng như vậy. Hôm nay sẽ khó đánh đấy, anh em cẩn thận ha. À, rồi, sau cái buổi sim hôm qua thì khá nhiều bạn cho là những học viên 5 suất thì hiện giờ nhắc lại chỉ còn 2 suất. Chỉ còn 1 2 suất à. À. Hôm qua có nhiều anh em vào cũng học viên à, à, 5 suất tiền, 5 suất mà giảm của bên sàn cài chờ thì chỉ còn 1 đến 2 suất thôi à, nên anh em nào vào thì dành tranh thủ, và đợt 5 suất này vào thì cũng sẽ được tặng cái khóa nghiên cứu chuyên sâu, và mình đợi xong hết 5 suất này mình sẽ ép mấy anh em vào một lần một, ok ha. Rồi, báo các anh em gì luôn, đồng thời các bạn đợt này vào sẽ tham gia được kèm offline nữa à, được kèm offline bên Hà Nội nữa. Đây ha. Rồi, báo anh em phần cái clip về buổi Zoom hôm qua về một số cái nhận định của bất động sản nữa. Mình sẽ cập nhật mình sớm lên và sẽ có cái clip cũ về bất động sản cho anh em. Clip cũ và tài liệu về bất động sản cho anh em ở dưới cái đường link, dưới cái đường link của cái clip YouTube mình up luôn. Cho nên anh em chỉ việc lên nghe lại thôi. À. Rồi, như vậy nha, chúc anh em bữa nay rút tiền xài, rút tiền xài tiền đi, bữa nay thị trường không dễ ăn nữa đâu à, ba anh em.